ngày 16 tháng 5 tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ về đất đai để giải phóng mặt bằng, thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, phục vụ dự án đường Tân Phúc – Võng Phan và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Diện tích thu hồi để thực hiện dự án là gần 2 hectare, trong đó có trên 1,3 hectare đất trồng lúa của 53 hộ gia đình cá nhân, trên 0,6 hectare do Ủy ban Nhân dân xã Hạ Lễ quản lý. Kinh phí bồi thường và hỗ trợ là trên 4,8 tỷ đồng, gồm tiền đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề. Tất cả được chi trả theo đúng quy định của pháp luật. Việc triển khai chi trả tiền đền bù cho nhân dân được thực hiện kịp thời, công khai, giúp người dân hiểu rõ các chính sách hỗ trợ đền bù của nhà nước, chủ động bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án xây dựng theo đúng tiến độ đề ra. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc – Võng Phan trên địa bàn huyện Ân Thi.